Ngày 29 tháng 11 năm 2019, dự án thi công nhà máy sản xuất pin công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng GPPD được khởi công. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp BKMX, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, có diện tích trên 30.000 m2 với vốn đầu tư 30 triệu đô la Mỹ. Đơn vị đầu tư lắp 5 dây chuyền sản xuất pin kiềm kẽm, tổng công suất nhà máy 936 triệu sản phẩm một năm, trong đó giai đoạn 1 là 336 triệu sản phẩm một năm và giai đoạn 2 là 600 triệu sản phẩm một năm. Sản phẩm chính là pin mangan tính kiềm, không chứa thủy ngân và các phụ kiện đều không chứa thủy ngân. Là một cái doanh nghiệp được chủ đầu tư GPPD chọn để xây dựng một nhà máy pin năng lượng sạch. Đây là một nhà máy pin không ảnh hưởng đến môi trường. Đấy là một cái nhà máy có công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sạch. Westeel được có cơ hội để phục vụ cho những doanh nghiệp như thế này, những doanh nghiệp như GPPD. Đấy là một cái cơ hội rất lớn. Nó không những là cơ hội cho doanh nghiệp và của Westeel mà nó là cơ hội của tất cả các doanh nghiệp của Việt Nam. Như ông Lâm đã chia sẻ, tôi nhận thấy Westeel có năng lực và trình độ chuyên môn cao trong thi công nên chúng tôi lựa chọn Westeel. Công ty của chúng tôi chuyên sản xuất pin bảo vệ môi trường nên những sản phẩm pin này rất tốt cho môi trường Việt Nam. Bên cạnh đó, các loại pin sạch được sản xuất sẽ tạo ra một nguồn năng lượng xanh cho Việt Nam. Các sản phẩm dự án công trình Westeel tham gia đều được đánh giá là những sản phẩm công trình chất lượng cao. Chính sự tin cậy lựa chọn, đánh giá và giới thiệu đầu tư, hợp tác của nhà đầu tư đã giúp Westeel từng bước khẳng định hình ảnh, vị thế trong mọi hoạt động liên quan đến các dự án xây dựng.